Thưa quý vị, một điều rất là thú vị và kỳ lạ vừa xảy ra tại đất nước Campuchia khi mà người dân ở phía bắc của nước này đã bắt được một con cá nước ngọt lớn nhất thế giới trên sông Mekong. Điều này cũng khiến cho không ít các nhà nghiên cứu về khoa học và sửng sốt. Theo thông báo của Wonders of the Mekong, con cá đuối mắc câu dài gần 5 mét từ mũi tới đuôi, nặng gần 300 kg. Một ngư dân địa phương bắt con cá đuối ở phía nam tỉnh Stung Treng thuộc vùng đông bắc Campuchia. Người này báo tin cho một nhóm nhà khoa học của dự án Wonders of the Mekong ở gần đó. Họ tới nơi trong vòng vài giờ đồng hồ và rất kinh ngạc trước kích thước của con vật. Điều này thực sự rất thú vị vì đây là một trong những con cá lớn nhất thế giới. Những nghiên cứu biết rất ít về cá đuối khổng lồ. Chúng được tìm thấy trên khắp Đông Nam Á, nhưng chúng tôi gần như không có thông tin gì về loài này. Chúng tôi không biết về lịch sử đời sống, cũng như hệ sinh thái và mô hình di cư của chúng. Các nhà khoa học cho biết đây là con cá đuối khổng lồ thứ tư được ghi nhận ở cùng khu vực trong vòng 2 tháng qua. Tất cả đều là con cái. Họ cho rằng đây là điểm nóng sinh sản của loài vật. Cư dân địa phương đặc biệt danh cho con cá đuối là Burami, có nghĩa là trăng tròn, do hình dạng tròn của nó và mặt trăng ở trên đường chân trời khi con cá được thả. Người ngư dân may mắn được đền bù khoảng $600 theo giá thị trường.